Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 197 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1000 Thoát Hiểm Gia chủ, cao thủ của chúng ta đã chết thương phân nửa rồi Rốt cuộc là chịu không có nổi nữa Gia chủ không thoát được Thực lực của địch nhân quá mạnh Gia chủ à, chúng ta đã bị dây kính rồi Từng tiếng quát tràn ngập lo lắng trên chiến trường gian vọng bên ta của thượng quan phi hùng cả người đầy máu làm cho hắn một trận tâm huyết nhộn nhạo mặt đầy bi phẫn sai rồi hoàn toàn sai rồi là hắn đã hoàn toàn sai hắn không có nên tham công liều lĩnh mang theo một đám cao thủ thượng quan gia khi biết rõ bách lý kinh dĩ cùng với đan thanh sinh đều xuất hiện còn mạnh mẽ xông vào dương phủ cướp lấy trùng thiên kiếm cho nên mới rơi vào cái thảm cảnh thế này tiến vào bẫy của người khác. Nếu không phải là hắn, Thượng quan Gia sẽ không gặp phải nguy cơ toàn quân bị diệt. Thực lực của ba vị cung phụng có thể so với cửu kiếm dương, cũng sẽ không có rơi vào hiểm cảnh như vậy rồi. Hết thảy đều do gia chủ hắn làm không tốt, không có xem xét thời thế, không có suy nghĩ hai lần rồi mới đi. Hai mắt nhìn chăm chú vào ba vị cung phụng càng ngày càng kiệt lực ở phương xa. Quay đầu nhìn từng tộc nhân vì ngăn cản truy binh. Cả người đẫm máu, hùng hằng chiến đấu, ngã xuống dụng máu. Từng tiếng than khóc kêu rên thảm thiết vọng ở bên tai. Thượng quan hùng rốt cuộc là mắt hổ rung lên, nước mắt hòa với máu cuồn cuộn rơi xuống. Các vị huynh đệ trong tộc, lần này thượng quan phi hùng ta có lỗi với các người. Già chủ, ngàn gian lần đừng có nói lời này. Bạch lý kinh dĩ kia quá mức giả hoạt cho nên chúng ta Mới có thể trúng giàn kế của hắn Dội dàng khoát tay áo Một gã cao thủ nguy nguyên Mới dội dàng đến bên cạnh hắn Giữ chặt thân hình lung lay sắp đổ Vì đẫm máu quá lâu Mệt mỏi không có chịu nổi của hắn Một tay chỉ về phía Bách Lý Kinh Dĩ Hùng tận nói Chỉ cần chúng ta bắt được người kia Không tin là thượng quan phi dân hắn Dám không thả chúng ta ra ngoài Nói xong người nọ dùng tay lên Dẫn người xong ra ngoài Các huynh đệ theo ta xông lên bắt lấy bách lý kinh dĩ giúp cho gia chủ thoát khỏi dòng dây bắt được bách lý kinh dĩ giúp gia chủ thoát khỏi dòng dây từng tiếng rống lớn vang vọng khắp nơi một đám cao thủ của thượng quan gia tựa như là hồng lưu mãnh thú hùng hăng hướng bách lý kinh dĩ xung kích thế nhưng ở phía trước bách lý kinh dĩ có mấy trăm cao thủ vững vàng chẳng phía trước tựa như là núi cao trùng điệp bờ kè kiên cố không một khe hở làm sao có thể lưu lại chút cơ hội cho bọn họ đột phá chứ kết quả từng tiếng hô sát đội cảm tử chỉ dựa vào một phút nghị lực cuối cùng để mà chống đỡ lại bị cái đám hộ vệ của dương phủ top 5 top 3 dây thành một dòng đánh giết mà chết thảm nhìn từng khúc chân tay gãy liên tiếp bay ra nội tạng cùng với đầu nối liền với nhau một đám tiểu đội vừa mới xong tới tựa như là một cành hoa trong nháy mắt đã bị giẫm nát thượng quan phi hùng hai chân mềm nhũng đùng một tiếng ngã xuống đất đã là nháy mắt tuyệt vọng trong đôi mắt vô thằng kia chỉ có một mảnh quyết sắc lắc lư mỗi lần lắc lư một cái trái tim của hắn nhói lên một chút từng trận đau đớn thừa tướng đại nhân tặc tử đã mất đi nghị lực chỉ sợ rất nhanh có thể chấm dứt trận chiến này một cận vệ bên cạnh của bách lý kinh dĩ đứng từ xa nhìn thoáng qua thượng quan phi hùng đã mất hồn lạc phách không khỏi cười nhạo một tiếng, hướng chủ tử nịnh nọt nói, đại nhân thật sự là thần cơ diệu toán, bày mưu tính kế. thản nhiên gật đầu, sắc mặt của bách lấy kinh dĩ không gợn sóng, vẫn không có lộ ra bao nhiêu ý mừng. Lông mày khẽ cao lại, chỉ chốc lát sau lại quay đầu, nhìn thoáng qua vị trí yên tĩnh ở phương xa kỳ quái nói. Nơi này đã chiến gần một canh giờ rồi, như thế nào phi dân kiếm dương nơi đó còn không có đồng tĩnh sao? trong này không có gì kỳ quái chứ thừa tướng đại nhân đò lắng quá rồi hiện giờ tặc tử thượng quan gia toàn bộ đều ở đây còn có thể nói là kỳ lạ sao không khỏi cười khẽ một tiếng cận về kia tiếp tục khom người nói huống hồ hiện giờ chúng ta đã nắm chắc phần thắng cho dù là phi dân kiếm dương không tham chiến cũng không có quan hệ gì đám tặc tử này muốn chạy trời không khỏi nắng mi mắt rủ xuống bách lý kinh dĩ âm trầm Cần nhắc một chút, khẽ gật đầu, lẩm bẩm lên tiếng. Nói là như thế, nhưng bất quá, nếu có phi dân kiếm dương tham chiến, trận chiến này tiết kiệm được không ít công phu. Nhưng mà còn không đợi hắn dứt lời, một tiếng nổ lớn, đột nhiên, từ xa xa, rõ ràng truyền đến. Làm cho Bách Lý Kinh Dĩ không ngừng cả kinh, mới vội vàng xoay người lại. Cũng là nhất thời ngẩn ra, đó là một đạo ánh trăng trong giấc lạnh lùng tựa như là một cái trụ trời thẳng tắp chạy xuống nhất thời nện ra trên mặt đất phàm giai này phát ra quang quỳ chói mắt mọi người đang giao chiến vừa thấy cảnh này cũng nhịn không được mà che mắt lại khó có thể mở ra tiếng kêu giết ngập trời cũng dần dần bình ổn lại đại khái hai ba phút sau quyệt đạo quang kia rốt cuộc tiêu tán không thấy nhưng mà người nơi này nhìn thấy cái đạo kỳ cảnh này ngây ngẩn cả người là là cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mí mắt nhịn không được, nhảy dựng. Bạch Lý kinh dĩ, nhìn nơi dị tượng phát sinh. Hai con người trái phải, xoay lung tung, lại nhất thời cả kinh. Không tốt, nơi đó là chỗ lan hoàng thủy cát, là chỗ của trùng thiên thần kiếm. Đáng chết, chúng ta trúng kế rồi. Sắc mặt bất giác rung lên, Bách Lý Kinh Dĩ không khỏi hoảng sợ quay đầu lại nhìn thật sâu về phía đám người của Thượng Quan gia sắp bị dây đuổi chặn lại lâm vào tử cảnh trong mắt tràn đầy vẻ không có cam lòng thật sâu nhưng mà rất nhanh hắn cắn ra một cái hét lớn thành tiếng mau mở kết giới ra cùng với bổn tướng đi đến Thủy Cát bảo vệ Trùng Thiên Thần Kiếm không khỏi cả kinh cận vệ bên cạnh mới dội vàng không người khuyên nhủ thừa tướng đại nhân tuyệt đối không thể Mắt thấy cái đám tặc tử này lập tức không được rồi. Nếu lúc này mở ra kết giới, chẳng phải làm cho bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết sao? Thả hổ về rừng. Chương 1002 Thoát hiểm Thế nhưng không có đợi hắn nói xong, Bách Lý kinh dĩ, dùng tay, hung hăng tác vào mặt của hắn giận dữ mắng. Nô tài chết tiệt. Đến tột cùng, ngươi là thừa tướng hay ta là thừa tướng, Lúc này không có cái gì hay là chuyện gì quan trọng hơn trùng thiên kiếm. Đây chính là thứ lão tổ tông muốn đó. Nếu cứ như vậy mà mất đi, bổn tướng ăn không nổi tội đâu. Các người cũng đừng có nghĩ sống sót. Còn sững sờ làm gì, mau mở kết giới. Thân thể nhịn không được rung lên, người nọ mới dội dàng gấp gáp, gật gật đầu, liền cùng với mọi người đồng loạt kết ẩn quyết, hướng về phía kết giới kia. Trong phút chốc, một đạo không gian chấn động gian lên, kết giới đem nhân mã sông phương dây khốn ở chỗ này nhất thời chậm rãi tiêu tán trước mặt của mọi người gió đêm tươi mát lạnh như băng bên ngoài một lần nữa thổi qua trên mặt của mọi người ở đây nhất là cái đám cao thủ thượng quan gia nhất thời cảm thấy như được sống lại mỗi một ngụm không khí hô hấp vào đều thích ý cùng với trần quý như thế không có trải qua sinh tử bọn họ thật sự không có ý thức được rằng có thể sống sót là một chuyện tuyệt vời như vậy. Trạm lòng kiếm dương, đừng có đánh, cùng với bổn tướng đi thủy cát bảo hộ trùng thiên kiếm. Thế nhưng, đám người của thượng quan gia nhất thời thoải mái, bách lý kinh dĩ bọn họ nhất thời giống như kiến trên chảo nóng, vô cùng nóng tính, nhất là bách lý kinh dĩ, thân là thừa tướng, là người bày mưu tính kế. Thế nhưng lần này, lần đầu tiên trong đời thấy hắn thất thu như thế, mới dội dàng hét lớn thành tiếng sau đó liền không để ý mọi người, dẫn đầu hướng thủy cát dỗ dàng xong tới. Những người còn lại cũng dỗ dàng hộ vệ ở bên cạnh, bảo hộ an toàn cho hắn. Trong một thoáng, tất cả hộ vệ của Dương Phủ đồng loạt rời đi, hoàn toàn không có dây dưa với người của Thượng quan Gia, tựa hồ căn bản không có chú ý đến bọn họ. Đàn thanh sinh cũng dưới chân đạp nhẹ, nhất thời rời khỏi dòng chiến, hướng ba người khoát tay áo nói ba vị tiền bối không có đánh nữa lão phu muốn tới đó xem một chút các ngươi tự nhiên đi nói xong cũng bay về phía thủy cát đồng thời trong lòng âm thầm cười khẽ người có đắc thủ không thật không có đơn giản rồi dưới mi mắt có hai thế lực lớn Đàn thanh sinh tuy rằng không biết các phàm rốt cuộc muốn cái gì nhưng mà dĩ nhiên nghĩ đến mục đích của hắn đã đạt tới đang thanh sinh có giỏi đừng có chạy chứ ba người lão phu của ta muốn là cùng với ngươi đại chiến ba ngàn hiệp. Nhìn thấy đang thanh sinh rời đi, một gã cung phụng, chí cường kiều lớn, vẻ mặt không phục, nhưng mà không có đợi hắn nói xong, đã nhịn không được ho khang, máu tươi phun ra không ngừng. Thấy cái tình cảnh này, hai lão còn lại không khỏi bất đắc dĩ thở dài, dỗ dàng khuyên nhủ Lão Tam, đừng có rống nữa, sự tình đã rõ ràng trận chiến này, chúng ta đã rơi vào thế hạ phong, tiếp tục chiến đấu với bọn chúng, chúng ta sẽ bất lợi, không nên cố chấp. Như thế, chỉ bị chê cười thôi. Thân thể bất giác chậm lại, người nọ quay đầu, nhìn về phía người kia. Đã thấy là bọn họ cũng bị thương không nhẹ, bất đắc dĩ khẽ dài, vẻ mặt buồn bực. Đệ nhất nhân Tây Châu, quả nhiên là danh bất hư truyền, không dễ đối phó. Tiếp theo, ba người liền mới dỗ dàng hạ người xuống, đi tới bên cạnh thượng quan Phi Hùng, dỗ dàng hỏi. Phi Hùng, ngươi thế nào rồi gia chủ ngài không sao chứ nhìn những người còn lại của gia tộc thượng quan giờ khắc này cũng cùng nhau đến bên cạnh hắn trong mắt tràn đầy vẻ quan tâm trong mắt vẫn có một chút kinh ngạc thượng quan phi hùng ngơ ngác nhìn từng gương mặt thần thiết bên cạnh vẻ mặt mờ mịt sầu kính nói chúng ta đã thoát khỏi nguy hiểm chưa hình như có người thừa song phương của chúng ta quyết chiến đi trộm trùng thiên kiếm bọn họ mới gấp gáp, đều đi hộ vệ rồi, chúng ta cũng có thể tính là đã trốn thoát rồi. Chậm rãi sờ sờ rau của mình, một gã cung phụng không khỏi thở dài một tiếng. Chính là không biết đây là thế lực của phương nào, vậy mà nhìn chuẩn lúc chúng ta tranh giành, hắn làm ngư ông đắc lợi. Thật sự là quá giả hoạt rồi. Phi Hùng, chúng ta có nên cũng đủ theo hay không? Trùng Thiên Kiếm có thể ở đó. Nói không chừng chúng ta có thể nhân cơ hội này cướp lại mì mắt bất giác hung hăng run rẩy thượng quan phi hùng trầm ngâm một lúc rồi mới kiên định lắc đầu không lần này chúng ta tham công liều lĩnh đã chịu tổn thất rất là thảm trọng không có thể lại rơi vào tuyệt cảnh nữa ý tứ của ta tất cả người của thượng quan gia tộc cùng nhau rút lui rời khỏi nơi thị phi rồi mới nói sao đi tóm lại có bách lý kinh dị ở đây chúng ta không có nên dễ dàng động thủ miễn cho lại bị tính kế nhưng trùng thiên kiếm kia đang ở gần trong gàn tất thật sự buông tha như vậy sao không ta cùng với ba vị cung phụng là người có thực lực cao nhất chỗ này muốn thoát thân cũng dễ dàng chúng ta đi một vị cung phụng có một chút không cam lòng ánh mắt của thượng quan phi hùng lập tức kiên định nghiêm túc nói về phần của những người khác lập tức rút khỏi cái chỗ này rời khỏi phi dân thành đến nơi chúng ta tập hợp bên ngoài thành hội họp gia chủ được rồi không cần có ý kiến ý của ta đã quyết rồi mọi người mới đồng loạt kêu to thượng quan phi hùng hung hăng quát tai bình tĩnh nói lão phu đã sai một lần rồi không có thể sai thêm một lần nữa trùng thiên kiếm tuy là trọng yếu nhưng mà lão phu không thể gì một vật liền quỷ đi căn cơ mấy ngàn năm của thượng quan gia nghe được cái lời này mọi người liếc nhìn nhau một cái biết gia chủ đã quyết ý không thay đổi liền không có kiên trì nữa Thấy tình cảnh này, ba vị cung phụng nhìn nhau, đều tán thưởng gật đầu. Kết quả, thượng quan gia cũng rất nhiều nhân mã nhờ phúc của Trác Phàm thuận lợi chạy thoát. Mà thượng quan phi hùng cùng với ba vị cung phụng lại đồng loạt bay về phía thủy cát chân chính. Chẳng qua là bọn họ phóng chừng như thế nào cũng không có nghĩ tới. Trùng thiên kiếm, song phương bọn họ một mực tranh đoạt. Lúc này dĩ nhiên sớm đã đổ chủ, lại còn là quân cờ bọn họ vốn là muốn dùng tính mạng con trai để mà lợi dụng. Chương 1003 Ước đoán Từng đạo tiếng phá không xẹt qua cái đám mây rất nhanh liền rơi xuống lan hoàng thủy cát. Bách Lý Kinh Dĩ đến đầu tiên liền phát hiện tình huống không đúng. Dẫn đầu đoàn người làm ra một hành động nhìn cái mảnh băng dụng rải rác khắp nơi dương mắt nhìn lại. Hai bóng người quen thuộc nhất thời đập vào trong mắt chẳng qua trác phạm, dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn không nói một lời thượng quan kinh yên lại tựa hồ có một chút sợ hãi nhẹ nhàng dời bước lui về phía sau trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi bách lý kinh dĩ liền như sắp phát cuồng lông mài run rẩy một trận phản phất như hiểu được cái gì khuôn mặt ngày thường bày mưu tính kế luôn tự tin mà hiền lành hiếm khi lại âm trầm xuống gắt gao nhìn chằm chằm trác phạm phía trước tức giận quá cười nói cổ đại sư đến tột cùng là chuyện gì xảy ra có thể thay bản tướng giải thích một phen không không có để ý tới hắn trác phàm không khỏi khẽ cười một tiếng từ chỗ chỗi kiến lộ ra một nụ cười có một chút thần bí bỗng dưng lại có tiếng phá không liên tiếp vang lên đang thanh sinh thượng quan phi hùng cùng với ba vị chí cường cung phụng lần lượt đến nhìn cảnh tượng trước mắt như vậy cũng không khỏi ngẩn người trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc nhất là nhìn thấy nữ nhi của mình thượng quan khinh niên còn ở hiện trường trong mắt của thượng quan phi hùng càng thêm mê hoặc khó hiểu điều này đến tột cùng là thế nào đấy vì sao mà tiểu tử này lại cũng xuất hiện ở nơi thị phi này bỗng nhiên bách lý kinh dĩ cùng với một đám cao thủ trụ cột của kiếm tinh đế quốc cùng bốn cao thủ chí cường của thượng quan gia đồng thời ở một chỗ cũng là hiếm thấy bình an vô sự cũng không ai có ý muốn động thủ, hòa bình ở chung. Bởi vì là bọn họ, tất cả đều đang nghi hoặc một chuyện, chính là tất cả những cái thứ trước mặt, đến tột cùng là làm thế nào. Nghi hoặc trong lòng để cho bọn họ tạm thời buông bỏ cừu hận. Hai con mắt gắt gao nhìn chăm chăm hai người trẻ tuổi trước mặt, tìm hiểu ngọn nguồn trong đó, đến tột cùng là chuyện gì. Yên nhi, cái này, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, sao mà ngươi chạy tới đây? mí mắt không khỏi nhẹ nhàng nhảy dựng thượng quan phi hùng gắt gao nhìn chăm chú vào hai mắt của thượng quan kinh niên vẻ mặt khó hiểu hỏi trên mặt có một chút khó xử thượng quan kinh niên len lén nhìn thoáng qua trác phàm ở một bên sau đó lại quay đầu nhìn về phía phụ thân của mình nhưng mà cũng không hiểu sao lại nhúng nhúng dài vẻ mặt do dự nói phụ thân ta cũng không có rõ lắm ta chính là tới tìm tiểu tam tử nhưng mà ai ngờ chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy? Hả? Ngươi cũng không biết sao? Vậy ngươi làm gì ở đây? Không khỏi sửng sốt, thượng quan phi hùng gắt gao nhìn chầm chầm nữ nhi của mình. vẻ nghi hoặc trong mắt lại càng sâu. Bách Lý Kinh Dĩ nhìn thấy cũng không có ngừng phát ra từng trận tiếng cười lạnh, vẻ mặt chăm chọc nói. Thượng quan gia chủ, ngươi giả bộ hộ đồ cái gì? Chẳng lẽ tất cả những chuyện này không phải đều là do thượng quan gia của các ngươi làm ra sao? bạch lý kinh dĩ người có ý gì chúng ta làm cái gì lông mày rung lên thượng quan phi hùng hung hăng trừng mắt nhìn cái nụ cười lạnh của bạch lý kinh dĩ nói thượng quan gia chúng ta làm người ngay thẳng dám làm dám chịu là chúng ta làm chúng ta nhất định sẽ nhận không phải là chúng ta làm chúng ta tuyệt đối không có dễ dàng chịu tiếng xấu thay cho người khác bạch lý kinh dĩ người tốt nhất nên nói cho rõ ràng đi Nói rõ ràng sao những mày Bách Lý Kinh Dĩ không khỏi cười nhạo càng sâu Đây không phải điều rõ ràng sao Thượng quan gia chủ Lần này Bách Lý Kinh Dĩ ta Không thể không viết cho người một chữ phục Ngài đúng là một kẻ tài cao gan cũng lớn Cư nhiên lại đi một bước nguy hiểm như vậy Vì đoạt lại trùng thiên kiếm Dĩ nhiên lấy cao thủ cả gia tộc Làm cái mồi nhữ Để cho hậu bối trẻ tuổi như là cổ nhất phạm Làm đơn binh đột kích khiến cho bản tướng buông lỏng đề phòng không thể không nói chiêu này của ngươi thật sự là đủ cao rồi bổn tướng thua một bậc chỉ là bản tướng tuyệt đối không nghĩ tới thượng quan gia chủ luôn lấy tác phong đôn hậu nhân nghĩa làm người vậy mà cũng là một hạng người âm hiểm thích bày mưu tính kế khó trách thực lực phi dân kiếm dương so với các hạ cao hơn mấy bậc nhưng mà vẫn như trước ở đông châu không thể tranh được vị trí gia chủ thì ra là như thế sao bội phục bội phục lần này vừa nói ra thượng quan phi hùng không khỏi ngẩn người trên mặt càng có vẻ khó hiểu ba vị cung phụng kia lại đầy mặt tức giận lên tiếng mắng to bạch lý kinh dĩ cái tên chó má nhà ngươi gia chủ nhà ta luôn luôn nhân nghĩa di hoài luôn cùng với trưởng lão cung phụng trong nhà thương nghị nên mới có được vị trí gia chủ há lại là như ngươi nói sao loại tác phong bè lũ xu nịnh, tiểu nhân du sĩ. Thượng quan phi dân, hắn không có thể làm gia chủ rồi. Là vì hắn quá mức kiêu ngạo, không có được lòng người. Nào qua mưu dương mưu gì trong đó chứ? Bạch Lý kinh dĩ, muốn đánh thì cứ đánh. Người chớ có làm hỏng danh dự gia chủ nhà ta. Nếu không, ba người lão phu nhất định không có khách khí với người rồi. Cắt! Ngụy quân tử, Bát Lý Kinh Dĩ lạnh lùng cười, khinh thường không thèm để ý. Nếu lúc trước ta thật đúng là tin phi hùng gia chủ là một kẻ quân tử lỗi lạc, nhưng mà hôm nay nhìn bố cục của phi hùng gia chủ vừa tàn nhẫn quyết đoán lại đột nhiên xuất ra một kỳ chiêu. Thà là dùng biển báo của mấy trăm cao thủ quan gia để đủ lấy một cơ hội đoạt được trùng thiên kiếm. Một tướng công thành dạng cốt khô, chuyện gia chủ làm đều là hợp tâm thuộc của đế dương Người là quân tử mới là lạ đó. Chương 1004 Ước đoán khinh bị biểu môi, Bách Lý Kinh Dĩ cười liên tục. Ba vị cung phụng kia tức giận đến rung cả người. Hai con mắt như muốn nứt ra, mà thượng quan phi hùng thì vẻ mặt mê man trong lòng một mảnh nghi hoặc. Hắn ta đang làm cái quái gì chứ? Như thế nào thành đế dương tâm thuật, tiểu nhân vô sĩ chứ? Ta chính là tu giả, tu tâm tu thân tu đức có thể đánh đồng cùng với những người thế tục kia sao chỉ của đang thanh sinh ở một bên nhìn yên lặng không nói trong lòng hiểu rõ tất cả đang âm thầm cười trộm tiếp theo lại quay đầu nhìn qua phía trác phàm như xem kịch vui không khỏi lắc đầu bật cười một tiếng tiểu quỷ này thật sự đem tất cả đại nhân vật ở đây đều là đùa bỡn trong lòng bàn tay thật sự khó lường đột nhiên trong lúc song phương đang chăm chọc lẫn nhau chửi rủa không ngừng lại thấy có một đạo tiếng phá không bỗng dưng vang lên từng đạo bóng đen nhào nhào hạ xuống chính là thượng quan phi dân canh giữ cả một đêm giống như kẻ ngốc sau khi mà nghe được động tĩnh ở đây mới chợt tỉnh ngộ dỗ dàng chạy tới vừa tới chỗ này hắn cũng không có buồn liếc mắt nhìn những người khác một cái mà giống như tất cả mọi người đều là trước tiên nhìn vào lan hoàng thủy cát vốn là nơi hắn lấy làm tự hào. Giờ này khắc này lại là một mảnh trống rỗng, băng dụng đầy đất mà sợ ngây người. Sau đó giống như tất cả mọi người khác, thậm chí còn điên cuồng hơn những người khác, hắn gầm lên. Cái này, chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Động thiên phúc địa của bổn dương lan hoàng thủy các đầu, đến tột cùng nó chạy đi đâu rồi? Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Bách Lý Kinh Dĩ không khỏi cười nhạo ra tiếng mặt phím sát khí. Phi dân kiếm dương hiện tại là thời điểm chú ý thủy cát của người sao, trọng điểm là trùng thiên kiếm đang ở đâu. Đúng vậy, trùng thiên kiếm của ta đâu? Thủy cát không còn trùng thiên kiếm ở chỗ nào. Thân thể nhịn không được chấn động. Lúc này, thượng quan phi dân mới nhất thời tỉnh ngộ lại. Hai con mắt hung tợn, hung hăng nhìn chằm chằm vào mặt của tất cả những người ở đây. Phản phất như mỗi người đều nợ hắn một trăm dạng nhưng mà cuối cùng quang mang hung ác kia rơi xuống trên mặt của thượng quan phi hùng hắn nghiến răng nghiến lợi nói lão già thức thời liền nhanh chóng đem trùng thiên kiếm giao ra nếu không đừng có trách lão tử không khách khí không có để ý đến tình cảm huynh đệ hai má nhịn không được hung hăng co rụng một cái tâm của thượng quan phi hùng trùng xuống tiếp theo không có nói gì kỳ thật hắn rất muốn lớn tiếng chửi mắng cái đứa cháu phản nghịch bất tiếu này trùng thiên kiếm là vật của Đông Châu, không phải là thứ ngươi có thể giấu trong túi của mình. Lão Phu lấy về Đông Châu là chuyện đương nhiên. Nhưng hiện tại, tình thế bây giờ quan trọng hơn. Hắn cũng không có dám nói như vậy. Nếu không, chẳng phải thật sự thừa nhận kiếm trong tay của mình sao? Nếu bởi vậy mà song phương tái chiến, thì thật là không biết phải nói sao. Nhất thời liền trở thành trò cười trong mắt của người khác nhất là thế lực chân chính lấy được trùng thiên kiếm, cách bờ xem lửa, chẳng phải là càng thêm kiêu ngạo, cười nhạo bọn họ sao? Cho nên đối mặt với cái bộ dáng hùng hổ bất người của Thượng quan Phi Dân, Thượng quan Phi Hùng cũng không có để ý ba vị cung phụng, sớm đã tức giận cho đến râu cũng run rẩy, vẫn nhìn xuống vẻ mặt âm trầm nói: "Kiếm kia không có trong tay của lão phu." Không ở trong tay của người, vậy có thể ở trong tay của ai? không khỏi giận dữ hừ một tiếng thượng quan phi dân dung tay chăm chọc liên tục thượng quan phi hùng thấy thế sắc mặt càng thêm âm trầm cũng không có nhiều lời nữa nhìn hắn thật sâu bách lý kinh dĩ không khỏi nhếch miệng cười thượng quan gia chủ ngươi đừng có vội cùng với bổn tướng chơi cái trò chơi chữ này ngươi đừng có cùng với bổn tướng chơi trò chơi chữ này kiếm này mặc dù không ở trong tay ngươi nhưng ở trong tay của hắn chỉ là Hắn ta không phải là người của ngươi sao? Nói xong, Bách Lý kinh dĩ, chỉ vào tráp phàm bên kia, giận dữ quát. Nghe được lời này, mọi người mới đồng loạt, quay đầu nhìn lại, nhất là hai người thượng quan phi hùng. Nhưng mà rất nhanh, hai người đồng loạt lắc đầu, từ chỗ chỗ ý kiến bật cười, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Bách Lý thừa tướng, ngươi quá coi trọng tiểu tử kia, trùng thiên kiếm này chỉ nhận cao thủ của thượng quan gia hắn thì có thể tính là cái cộng hành gì chứ có thể để cho kiếm đi cùng hắn sao khinh thường biểu môi thượng quan phi dân cười lạnh một trận thượng quan phi hùng nghe được mặc dù không có nói gì nhưng mà cũng âm thầm gật đầu tỏ vẻ đồng ý trùng thiên kiếm là thần vật rất có linh tính chỉ đi theo người ở chung cùng với nó nhiều năm há có thể tùy tiện khuất phục trong tay của một mao đầu tiểu tử lần đầu gặp sao cái này căn bản không có khả năng Thế nhưng ánh mắt của bác Lý Kinh Dĩ vẫn kiên định như trước. Hung hăng nhìn chằm chằm hai mắt của Trác Phạm lạnh lùng nói. Trung Châu cũng có bổ thiên kiếm. Tính tình của những thần binh này bản tướng há có thể không biết sao. Chỉ là bản tướng chính là có cảm giác này. Cổ đại sư có năng lực khiến cho thần kiếm đi theo hắn. Mặc kệ hắn có phải là người của thượng quan gia hay không. Ta nói đúng hay là không. Cổ đại sư. Rong mài bất giác nhướng lên Trác Phàm nhìn Bách Lý Kinh Dĩ thật sâu. Cũng nhất thời lộ ra một tia cười, cũng không trả lời, mà lo thản nhiên, tự đắc bước chân nhẹ nhàng. Đi tới nơi, hắn đã bày ra thất tinh thích đẩu trận lúc trước, dừng chân lại. Bách Lý Thừa Tướng, đúng là Bách Lý Thừa Tướng, quả nhiên tâm tư tỉ mỉ. Nói như vậy, thần kiếm thật sự ở chỗ ngư sao? Thân thể nhịn không được chấn động, Bách Lý Kinh Dĩ không khỏi nhất thời kêu lên kinh hãi trong mắt tràn đầy vẻ hy vọng. Đám người thượng quan phi hùng cũng không có thể tin, nhìn về phía Trác Phàm hai con mắt bỗng dưng ngẩn ra. Làm sao có thể? Hắn cũng không phải là người của thượng quan gia. Chương 1005, chân tướng mọi chuyện. Gắt gào nhìn chằm chằm thân thể của Trác Phàm không buông, hai tròng mắt của thượng quan phi hùng khẽ run rẩy, ánh mắt chột dạ, mặt hiện ra một vẻ nghi ngờ. Nhất Phàm, cái này chuyện quái gì đang xảy ra vì sao mà trùng thiên kiếm ở trong tay của ngươi hôm nay chúng ta lại bị trúng mai phục hôm nay ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng cho lão phù cái gì phủ thân các ngươi đã trúng mai phục sao không khỏi cả kinh lúc này thượng quan kinh niên rốt cuộc mới hiểu được thì ra tiếng kiều giết chấn thiên vừa rồi không phải là của nhân tài thượng quan gia bọn họ đột kích dương phủ mà là bị người khác mai phục tàn sát trong mắt không khỏi nhất thời lộ ra một trận lo lắng. Như vậy, phụ thân, tộc nhân của chúng ta thế nào rồi? Thương dòng có lớn không? Sau khi phun ra một ngụm trọc khí thật dài, thượng quan vi hùng không khỏi hung hăng cắn răng than thở nói. Thương dòng không nhỏ, may mắn cuối cùng nơi này xuất hiện đồng tỉnh. Bách Lý Kinh Dĩ đã mở ra kết giới, ngược lại không có đủ tận giết tuyệt, chạy thoát trong đường tơ kẻ tóc. Nghe được lời này, Thượng quan Kinh Niên mới không khỏi thở dài, yên lòng, đồng thời cũng là một vẻ mặt không thể tin, nhìn về phía Trác Phạm. Cổ tiên sinh, tất cả những cái chuyện này là do ngươi gây ra có đúng không? Đây là gì cái gì? Như thế nào, chuyện này thật sự không phải là do Thượng quan gia chủ bài sao? Nhìn thật sâu phản ứng của hai cha con, thấy không giống như là giả dối, lông mày của bách Lý Kinh Dĩ không khỏi nhẹ nhàng rung lên. Trong lòng hồ nghi thì thào thành tiếng, không khỏi lạnh lùng cười, thượng quan Phi Hùng tựa như là nhìn kẻ ngốc nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra từng trận vẻ khinh bỉ. Người nói là thừa tướng Bách Lý Kinh Dĩ, của kiếm tình đế quốc thông minh tuyệt đỉnh, hôm nay vừa thấy cũng bất quá là như thế. Thượng quan Phi Hùng ta, mặc dù trân trọng trùng thiên thần kiếm, nhưng mà đó chẳng qua là một vật chết, còn cần người để mà khống chế mới là hiển quy. Lão Phù há có thể gì nó mà dùng cao thủ của thượng quan gia cùng tính mạng của mình đổi lấy sao? Đến lúc đó, mặc dù đoạt được thần kiếm nhưng mà không ai có thể dùng thì lại thế nào? Huống chi, theo thừa tướng vừa nói, đây còn là một bước nước cờ nguy hiểm, còn không có nhất định thành công, nhưng trả giá cũng quá lớn đi, thắng cũng không có lợi, thua thì thất bại thảm hại, mua bán như vậy, một người thông minh như là thừa tướng đại nhân sẽ làm sao? quá ra là như vậy thì ra tất cả chúng ta đều đã bị lừa thân thể nhịn không được chấn động bách lý kinh dĩ nghe được lời này da mặt nhất thời rung lên mí mắt khẽ rung lẩm bẩm thành tiếng trai cò tranh giành ngư ông đắc lợi thì ra hết thảy thật đúng là còn của người thứ ba nhúng tay thao túng ở đây chúng ta vẫn luôn cho rằng cả song phương chúng ta đang chưởng khống đại cục Tất cả mọi chuyện đều tiến triển theo phương hướng của chúng ta dự tính. Nhưng mà ai ngờ, chúng ta đều là đồ chơi trong tay của người khác, bị người khác điều khiển, liều chết liều sống, cuối cùng thành mai áo cưới cho người khác rồi. Sơ suất bản tướng dĩ nhiên không có nghĩ tới. Ngoại trừ thượng quan gia ra, còn có địch nhân khác tồn tại. Bản thân lại là một con tốt thí cho kẻ khác. Thật sự thất bại lớn nhất trong nhân sinh rồi. Sắc mặt không khỏi đồng loạt chấn động. Song Phương rốt cuộc đã hoàn toàn hiểu được hết thảy. Sau đó ánh mắt của mọi người liền đồng loạt chuyển hướng sang Trác Phạm. Trong mắt vừa sợ hãi vừa nghi ngờ. Bạch Lý Kinh Dĩ càng là một đôi mắt lạnh lùng lóe lên. Đối với vị cổ đại sư mà hắn từng nhất trí tôn sùng lạnh lùng lên tiếng. Người đến tột cùng là ai? Lại được người nào phân công chứ? Cổ Nhất Phạm một luyện đan sư bình thường mà thôi. Cô độc tứ hải là nhà. Bất giác mà nhẹ nhàng cười, trác phàm triêu tức, nhìn về tất cả mọi người, trong mắt đều là cười nhạo. Điều này không khỏi làm cho mọi người trong lòng giận dữ, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nghĩ đến, bọn họ đều là đại nhân thực lực cường hãn các đại gia hùng bá một phương, lúc này cư nhiên bị một tiểu oa nhi đùa giỡn, liều mạng máu chảy thành sông, truyền ra ngoài chẳng phải là bị thế nhân cười nhạo sao bọn họ đều là thượng vị giả ở vị trí cao từ lâu vì thể diện cái gì cũng có thể không quan tâm như thế này làm sao có thể nhịn được chứ kết quả là bất kể ở bên phía bách lý kinh dĩ hay là thượng quan gia giờ khắc này ánh mắt nhìn về phía trác phạm lộ ra hoang mang hung ác tựa hồ hiện tại là chỉ hận không có thể đem hắn ăn sống nuốt tươi bỗng dưng trác phạm trở thành địch nhân chung của tất cả mọi người chỗ này nghìn người chỉ, dạng người hận. Không còn một bằng hữu nào đáng nói, chỉ có một mình thượng quan kinh niên, thấy tình hình này trong lòng lo lắng một mảnh. Nàng không biết trác phàm sớm để lại cái đường lui cho mình, cho nên mới không có sợ hãi như thế, trong lòng nóng như lửa đốt. Bất quá là trác phàm, vẫn như cũ, sắc mặt như thường, vẻ cười nhạo trong mắt vẫn không giảm, thậm chí còn có hơn. Điều này không khỏi làm cho sự tức giận trong lòng của mọi người càng sâu hơn một bậc. Tiểu tử này đã bị nhiều cao thủ dây cho nước chảy không lọt, chết đến trước mắt rồi, cương nhiên còn có thể kiêu ngạo. Thật sự là đáng hận, đáng giận. Quả là không có đem những nhân vật như là bọn họ để vào trong mắt. Nhất là thượng quan phi hùng, thành là cửu cửu cữ nuôi này, lại nhịn không được, nổi giận gào thét thành tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói. Cổ Nhật Phàm lúc trước lão phu vẫn còn cho rằng, đây là bách lý kinh dị tính kế nhưng mà trăm triệu lần không nghĩ tới, lại là quý kế của người. Nói như vậy, tấm bản đồ giả kia cũng là do người cố ý hãm hại chúng ta. Coi như là vậy đi, bất quá cũng không có tính là tất cả. Bất giác cười khẽ một tiếng, các phàm từ chỗ chổi kiến biểu môi, sâu kính nói: "Kỳ thật là các người bản đồ thật hay là giả đều không sao cả, bởi vì bất luận là tờ nào, Bách Lý thừa tướng của chúng ta cũng sớm đã nhìn thấu rồi." văn sẵn bẫy rập. Những gì mà ta làm bất quá chỉ xem nên đặt cái dòng dây này ở đâu thôi. Chương 1006 Chân tướng mọi chuyện Thân thể nhịn không được rung lên, bách lý kinh dĩ trong lòng bất giác cả kinh. Vậy, nói như vậy, người đã sớm biết hết thảy rồi, bắt đầu từ khi nào? Đại hội đang dương, khóe miệng nhếch lên, lúc này đến thời khắc đại cát cuối cùng Trác Phàm không có dấu giếm, cười tà nói. Thủ đoạn của ngươi ở đại hội Đan Dương, ta vừa nhìn thấy cũng đã biết ý đồ của ngươi rồi. Kể cả cuối cùng, ngươi sách phản thượng quan Ngọc Lâm, làm việc cho các ngươi, tất cả nằm trong dự liệu của ta. Cái gì? Thượng quan Ngọc Lâm dĩ nhiên đã sớm phản bội sao? Thân thể nhịn không được đồng loạt rung lên. Sắc mặt của hai cha con thượng quan Phi Hùng và thượng quan Kinh Niên chợt biến, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến chứ thượng quan ngọc lâm người thân cận của bọn họ dĩ nhiên sớm đã phản bội gia tộc hướng về phía địch nhân ôm um ấp rồi trong lúc nhất thời hai người kinh nghi nhìn về phía trác phàm khó có thể tiếp nhận sự thật này nhưng mà rất nhanh phản ứng của bách lý kinh dĩ nhất thời chứng minh lời nói của trác phàm ánh mắt bất giác khẽ hiếp lại sắc mặt của bách lý kinh dĩ đồng dạng có một chút kinh ngạc nhưng mà cũng chỉ thoáng qua khôi phục bình thường, lạnh lùng nói. Nếu ngươi cái gì cũng biết, như vậy hết thảy mọi chuyện hôm nay cũng đều là do ngươi giật dây sao? Nghe được cái lời này, Thượng quan Ngọc Lâm đã sớm trọng thương trên người, nằm trong hố cát, nôn mửa máu tươi. Khóe miệng không có khỏi nhếch lên, nhất thời khóc không ra nước mắt, trong lòng hò hét vô tận. Bách Lý Thừa Tướng, cùng mẹ nó, ngươi thật sự sẽ hãm hại đồng đội. Ngươi vừa nói như vậy, chẳng phải là hướng thượng quan phi hùng biến tướng thừa nhận chuyện lão tử là phản đồ sao lão tử làm sao có thể trở về đông châu làm thám tử cho các ngươi bất quá hắn làm sao mà biết được từ khi mà trác phàm nói ra việc này mặc kệ thượng quan phi hùng có tin hay không hắn dĩ nhiên cũng có hiềm nghi không có giá trị làm thám tử nữa chính là bởi vậy bách lý kinh dĩ không một chút do dự dứt bỏ hắn không một chút chần chừ nào Bạch Lý Thừa Tướng là một người thông minh, tự nhiên đoán rất chuẩn. Nhếch miệng cười, Trác Phàm không khỏi cười khẽ gật đầu. Hai quyền hung hăng nắm chặt. Bạch Lý Kinh Dĩ nghe được lời này, cảm thấy có một trận quốc giận, phập phòng ở trong lòng ngực, không phun ra được. Cổ đại sư, ngươi đây là đang khen ta hay là đang mỉa mai bản tướng vậy? Sao chuyện của Gia Cát Lượng lần này bổn tướng lại là lần đầu tiên làm? Nào có, vậy cũng phải so cho đến cùng chứ còn hồ đồ hơn nhiều đó nhướng mày trác phàm nhất thời cười nhạo ra tiếng thân thể hơi rung sắc mặt của Bách lý kinh dĩ càng thêm khó coi thậm chí mọi người cũng có thể rõ ràng nghe được trong hàm răng của hắn phát ra âm thanh răng rắc rất rõ ràng vừa rồi hắn đã bị trác phàm trào phúng trần trụi đã tức giận thiếu chút nữa nghẹn cho đến nội thương rồi nghĩ đến bách lý kinh dĩ ở toàn bộ kiếm tình đế quốc không phải là một kỳ tài tu luyện có thiên tư cao sao? Điểm duy nhất có thể làm cho hắn cười ngạo quần hùng, đứng vững trên thế gian chính là tài năng chỉ điểm Giang Sơn bày mưu tính kế của hắn. Nhưng bây giờ, trước mặt của Trác Phàm cho dù là một tài hoa khiến cho hắn an thần lập mệnh, khiến cho hắn kiêu ngạo cả đời, cũng đã bị trần trụ vũ nhục. Điều này không khỏi làm cho hắn nổi trận lôi đình, cảm nhận được sỉ nhục đầu tiên trong đời. Dù sao, luôn luôn hắn làm chấp tử giả, vỗ tay trong lúc đùa bỡn người khác. Lần này hắn ngược lại, đã bị người khác đùa bỡn rồi. Thật sự làm cho hắn có một chút chịu không nổi. Thượng quan phi dân thấy vậy, cũng hung tận nhìn chầm chầm trác phạm tức giận chất vấn thành tiếng. Nói như vậy, để cho lão phu giống như một kẻ ngốc canh giữ một đêm, cũng là mưu đồ của ngươi sao? Phi dân kiếm dương, ngươi tìm nhầm người rồi không khỏi cười lắc đầu trác phàm nhẹ nhàng nhún vai phát ra từng trận tiếng cười nhạo chỉ vào thượng quan ngọc lâm còn đang thở hổn hển trong cái hố lớn không ngừng nôn ra máu nói qua có đầu nợ có chủ hắn đã truyền tin tức cho các người các người nên tìm hắn mới đúng chứ phải biết rằng nếu không phải là hắn có tư tâm của mình muốn mượn đao giết người mà nói làm sao có thể trên bố cục nguyên bản sinh ra một tiết đem phi gian kiếm dương điều ra đây nếu là hai đại kiếm dương liên thủ cao thủ của thượng quan gia sớm đã bị tiêu diệt trong khoảnh khắc rồi ta nào có thời gian mà hành động chứ thân thể không khỏi chấn động thượng quan phi dân quay lại nhìn về phía thượng quan ngọc lâm tức giận mắng ra tiếng cái thứ chó này thành sự không đủ bại sự có thừa cũng như lão nương quán vì cái chuyện riêng của mình mà làm hỏng cái chuyện tốt của ta thật sự chết chưa có hết tội bất thình lình run mình một cái thượng quan ngọc lâm bất giác trong lòng hoảng sợ tuy rằng không có thể nhúc nhích vẫn sợ tới mức toàn thân run rẩy không ngừng đồng thời sâu trong nội tâm quán thầm một trận chuyện của lão tử cổ nhất phàm này làm sao mà biết hết được chứ chẳng lẽ lúc lão tử làm cái chuyện xấu hắn liền ở một bên nhìn sao tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn các phàm không khỏi cười tà ra tiếng hạ thấp thanh nằm sâu kính nói đồ đệ ngoan Lần này chuyện của di sư thành công Còn đều dựa vào ngươi đó Lão Lão ma đầu sao Nghe được thanh năm của hắn Cực kỳ quen thuộc Lại cực kỳ kiên kỵ cùng với hoảng sợ Thượng quan Ngọc Lâm Không khỏi hít sâu một hơi Chợt phun ra từng đạo cột màu đỏ tươi Quán sợ lên tiếng Hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới Kẻ đem hắn tra tấn đến chết đi sống lại Đi vô ảnh Tử vô tung Dĩ nhiên chính là trác phàm vẫn là ở cách hắn không xa ta nói hắn làm như thế nào có thể tùy thời tùy chỗ mà vào tìm thấy ta thì ra là từ ban đầu người bên cạnh ta rồi trong lúc nhất thời thượng quan Ngọc Lâm chợt cảm thấy có một trận nghẹn quốc cảm giác cái tâm linh nhỏ bé thừa nhận một dạng điểm thương tổn bạo kích nghẹn quốc sắp học máu tuy rằng hắn hiện tại cũng đang không ngừng học máu chương 1007 thất tình thích đấu. Bị một người mà mình dạng lần khinh bỉ thống hận, đùa bỡn lừa gạt một thời gian dài, thể hiện của quý công tử Thượng quan Ngọc Lâm kia, trong nháy mắt liền đã nhận sự nhục nhã lớn lao. Tuy rằng hắn trọng thương trong người, khó có thể nhúc nhích, nhưng mà vẫn nhịn không được một trận quay cuồng, toàn thân run rẩy nước mắt hối hận không ngừng chạy xuống. Trong lòng như có một dạng con thảo nê mã chạy như điên, ở trong lòng cuồng rống các loại quán độc nguyên rủa tất cả hướng về phía trác phàm trên thực tế cỏ rác hèn mọn đến đâu cũng có lòng tự trọng của mình còn kiến hồi có nhỏ bé hơn nữa cũng có điểm mấu chốt của riêng mình nếu một mực nô dịch hắn thật sự là đã bị tuyệt thế cường giả cao thủ ma đạo hắn cũng sẽ nhận mệnh ai bảo người ta so với mình mạnh hơn chứ nhưng mà đối với trác phàm người bạn cùng trang lứa hắn chưa có từng nhận thức thực lực này tuy rằng hiện tại trong lòng đã biết rõ nhưng mà vẫn tràn ngập bài xích hắn chính là đệ nhất thị tộc đông châu thiếu gia thượng quan gia từ khi mà thành danh sao có thể chịu nhục trước một tên thảo dân tầm thường chứ nhất là một tên vô đại không biết xấu hổ như thế cho nên ngay từ đầu hắn đã biết ma đầu một mực nô dịch hắn chính là trác phàm mà nói nhất định có bị đánh chết cũng không theo thậm chí dương phụng âm di âm thầm làm hại chính là bởi vì hắn không biết ma đầu này là thần thánh phương nào trong lòng liền có cảm giác kính sợ không dám tùy ý của động tác đây cũng chính là một trong những nguyên nhân ngay từ đầu khi mà trác phàm chuẩn bị coi hắn là quân cờ lại không có sử dụng chân thân mà giả làm người khác giờ khắc này nhìn thấy sau khi mà thượng quan ngọc lâm biết được chân tướng liền hối hận lăn lộn khắp nơi khóc rống hết trước mắt trác phàm càng thêm xác nhận quyết định của mình lúc ấy chính xác cỡ nào cao thủ phía sau màn nên có cái bộ dáng cao thủ phía sau màn tạo ra một loại bầu không khí thần bí cường đại bằng không cái gì cũng bị người ta hiểu rõ sẽ không có lực chấn nhiếp người này cũng không để hắn sử dụng mà mọi người nhìn thấy thượng quan ngọc lâm làm ra động tác quỷ dị như vậy Điều không khỏi có một chút nghi hoặc, một trận khó hiểu. Sao vậy chứ? Có chuyện gì mà thương tâm vậy? Ở đây, nào có ai không hiểu đã bị tiểu tử trước mặt này tính kế đâu. Người khóc thành cái bộ dạng đức hạnh này, năng lực tâm lý quá kém đi. Cũng chỉ có bác lý kinh dĩ, khó khăn lắm mới có thể lý giải một điểm cảm thụ của Thượng quan Ngọc Lâm. Đây là sĩ nhục hoàng tộc, sĩ nhục quý tộc, là sĩ nhục trên quyết thống bẩm sinh những người mà đứng bên cạnh xem náo nhiệt chính là không có tự thân thể nghiệm. Chỉ khi nào bọn họ cũng đã bị tiểu tử kia chơi cho đến chết đi sống lại. Đây là một sự sỉ nhục bọn họ cả đời không có rửa được mặc dù giết chết được người trước mặt này cũng giống như vậy. Nghĩ tới đây ánh mắt của bác Lý Kinh Dĩ không khỏi hiếp lại nhất thời hiện lên từng đạo hàng mang gắt gao nhìn chăm chăm trác phàm nói tuy rằng tình bảo giả lần này là do tiểu tử thượng quan ngọc lâm này không thức thời tự tiện làm chủ gây ra nhưng mà trong đó hẳn là có công lao của cổ tiên sinh rồi nào có chứ ta bất quá là hù dọa hắn một chút thôi hắn liền sợ cho tới mức mau chóng diệt trừ ta tự tiện làm ra cái loại chuyện đâm ngang này bất quá tất cả cái chuyện này nằm trong dự liệu của ta là ta cũng muốn lông mài không khỏi nhướng lên Trác Phàm không khỏi nhất thời cười nhạt lên tiếng. Cho nên thừa tướng đại nhân nói là công lao của ta cũng không sai. Bỗng dưng vừa nghe được tiếng giải thích này, cái tiếng gào thét của thượng quan Ngọc Lâm trong hố càng thêm gian dội. Rất rõ ràng tâm linh yếu ớt của hắn lại bị Trác Phàm hung hăng đánh thêm một kích. Hắn vốn là muốn thiết kế giết Trác Phàm nhưng mà không có nghĩ tới bị người ta tính toán trong lòng bàn tay. Chẳng những không có giết được ngược lại giúp cho người ta đạt được mục đích của mình. Điều này làm cho người theo chủ nghĩa lợi ích của hắn làm sao mà có thể chịu được. Không ngờ bổn công tử lo lắng sợ hãi như thế mới đánh bạc thể diện, lương tâm không cần, bận rộn nửa ngày, đều đang vì người khác mà làm việc sao? Lòng tự trọng, đều là con mẹ nó, dở thành ngàn mảnh thủy tinh. Thượng quan Ngọc Lâm trong lòng kêu rên không ngừng. Trong mắt tràn đầy lệ nóng nhưng mà đã không có thể gào thét được nữa chỉ có thể khóc nức nở nhìn cái bộ dáng quỷ quốc của tiểu tử kia tuy rằng mọi người trong lòng thầm hận nhưng mà cũng là giận dữ không tranh không chỉ có một đám người của thượng quan gia nghĩ như thế ngay cả thượng quan vi dân đổ với chao trai cũng cho rằng như vậy tiểu tử này thật sự là không phải là con người làm đại sự rồi như vậy mà còn muốn leo lên ngai vàng của đông châu chi chủ tà phi cổ tiên sinh thật sự rất giỏi rất giỏi mưu đồ kinh dĩ cả một đời chưa có bao giờ phục người nhưng lúc này đây không thể không nói bội phục bội phục đem tất cả đều quét sạch một lần nhất thời hiểu được tất cả ánh mắt nhìn về phía trác phàm càng thêm coi trọng chẳng qua giờ khắc này coi trọng này không còn là coi trọng mà là kiên kỵ thật sâu nam nhân có thể làm bách lý kinh dĩ ngã xuống một cái dấu lớn như vậy tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Kết quả, Bách Lý Kinh Dĩ nhìn Trác Phàm thật sâu, lại nhìn về bốn phía, xác định không có đồng bọn tiếp ứng mới dùng tay lên, bảo hộ vệ dây quanh Trác Phàm lạnh lùng nói: "Cổ tiên sinh trí tuệ bất phàm, tất cả đều là mưu đồ kính kẻ không có chê vào đâu được. Ta nghĩ đường lui chắc hẳn người đại khái cũng đã sớm trải ra rồi." Thừa tướng đại nhân cũng là một người thông minh, nếu đã biết cần gì phải làm thêm cái chuyện thừa còn để cho những người này dây quanh tại hạ sao chương 1008 thất tinh thích đấu người tận lực nghe thiên mệnh biết là một chuyện nên làm lại là một chuyện khác dạng nhất trên đời này còn có một cái dạng nhất đấy nghe được lời này hai người không khỏi liếc nhìn nhau một cái tiếp theo đồng loạt cười to thành tiếng chẳng qua là trác phàm vô tận cười nhạo Bách Lý Kinh Dĩ từng trận cười lạnh, không ngừng phát ra. Nhìn hai người này một bộ mũ nhọn đối diện với nhau, đối chọi gai gắt, rất có cảm giác kỳ phùng địch thủ, đối mặt lương tài. Thượng quan Phi Hùng cùng với ba vị cung phụng trí cường kia lại nhất thời phơi nắng một bên, bị Bách Lý Kinh Dĩ cùng với Rác phàm và mọi người không buồn để ý. Điều này không khỏi làm cho hai má của bọn họ đồng loạt co rút, chợt cảm thấy một trận không thú vị đồng thời có cảm giác giống như là thượng quan ngọc lâm lòng tự trọng đã bị tổn thương mãnh liệt làm ơn đi các ngươi có thể nhìn qua đây một chút không nói như thế nào ta cũng là cao thủ của thượng quan gia đông châu các ngươi xem nhẹ chúng ta như vậy làm cho chúng ta rất khó xử nhưng mà giờ khắc này ai muốn chú ý đến bốn cái lão già không quan trọng này cho dù là bản thân thượng quan phi dân cũng không nhìn bọn họ một cái dù sao trùng thiên kiếm lại không còn trên người của bọn họ nữa. Lúc này, ánh mắt của mọi người tụ hội trên người một người. Trác phàm, trong mắt của mọi người đều tản ra một cảnh giác nghiêm túc. Đêm nay, cổ đại sư đem tất cả cao thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đến tột cùng còn có kỳ sách gì có thể giúp cho mình thoát thân. Dưới sự bao vây của nhiều cường giả tuyệt thế như vậy, hắn lấy đâu ra tự tin? nhãn tình tao nhã như thể xác minh mình khẳng định có thể thoát thân đây. Bọn họ không biết, nhưng mà cũng bởi vì không biết, cho nên mới càng thêm cẩn thận, phòng ngừa hết thảy khả năng có thể phát sinh. Một đôi mắt đẹp, sống thu lưu chuyển, thượng quan kinh yên, gắt gao nhìn chầm chầm trác phạm, đối mặt với mấy ngàn hào cường, lại không có một chút để ý, trong mắt tràn đầy vẻ miệt thị, không khỏi bỗng dưng giật mình. Các Phàm lúc này làm cho nàng thêm xa lạ, nhưng mà cái loại xa lạ này lại không biết tại sao, làm cho nhịp tim của nàng đập nhanh hơn, hai gò má đổ bừng một mảnh, tựa như chảy máu. Nàng trăm triệu lần không có nghĩ tới, người trong tiểu diện cứu nàng đem trở về là một vị luyện đan sư, thần chiếu cảnh bình thường, đến không có thể bình thường hơn, lại là một anh hùng cái thế, mặt không đổi sắc, đang đứng giữa cái dòng dây của dạng quân, loại khí phách mơ hồ lộ ra từ toàn thân cao thấp của trác phàm bất đồng với khí phách nho nhã đôn hậu của phụ thân nàng là một loại khí tức thượng dị giả chấp chưởng giang sơn nhưng không thể không nói đối với một tiểu cô nương như nàng lại càng bị khí phách kiệt ngưu như là trác phàm hấp dẫn thật lâu khó có thể rời khỏi người của hắn trái nhìn phải nhìn những người này một cái cuối cùng dẫn chuyển hướng về phía bách lý kinh dĩ Trác Phàm không khỏi cười tà một tiếng, thản nhiên nói: "Thừa tướng đại nhân, kịch bản của ta ngay từ đầu đã định tốt rồi, không có dạng nhất." Thiên Khu vừa nói xong, Trác Phàm nhất thời đồng tử ngưng tụ, ẩn quyết dưới tay bỗng dừng kết động, khẽ quát ra một tiếng. Thoáng chốc, một đạo ba động vô hình đột nhiên mọc lên dưới chân của Trác Phàm. Ngay sau đó, trên chín tầng trời, thất tinh bắt đầu hào quang đại thịnh, một cột sáng phát ra ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. Chợt từ trên một ngôi sao trong đó đột nhiên đập xuống, nhất thời liền đập xuống một mẫu ba của phần đất phía dưới chân của Trác Phạm. Nhất thời đem hắn vững vàng bao bọc trong cái cột sáng kia. Đồng tử nhịn không được co rụt lại. Đám người của Bách Lý Kinh Dĩ không khỏi cả kinh thất sắc, nhào nhào che mắt lại, đồng loạt lui về phía sau. Không biết là cột sáng này đến tột cùng có ẩn tình gì đây? đúng lúc này một đạo thanh năm già nua không biết ở đâu nhớ tới mới vội vàng nói cái này đây là thượng, thượng cổ tinh thần đại trận làm sao mà có thể hắn đã có thể thất truyền mới đúng chứ làm sao có thể chứ cái gì ngươi biết trận này không thân thể nhìn không được rung lên bạch lý kinh dĩ vội vàng xoay người lại đã nhìn người nọ không phải là ai khác chính là một trong mười vị trận pháp đại sư thập nhất phẩm mình đã mang đến từ đế đô liền không khỏi dội dàng lên tiếng quát hỏi nếu người đã biết cái trận này vậy trận này đến tột cùng có công dụng gì dùng cái vẻ mặt kinh ngạc nhìn cột sáng rực rỡ kia người nọ tựa hồ nhịn cho đến có một chút si mê đợi đến khi nghe thấy bách lý kinh dĩ hỏi thì mới kịp phản ứng dỗ dàng cung kính nói khởi bẩm thừa tướng đại nhân tinh thần của đại trận có rất nhiều chủng loại Điều đã thất truyền rồi. Lão Phu hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái trận này. Rất đổi kinh ngạc. Nhưng mà đến tột cùng là gì cái gì á, có tác dụng thế nào, Lão Phu không thể giải thích được. Vậy ngươi dông dài cái rắm gì chứ? Ngày thường, Bách Lý Kinh Dĩ luôn luôn chiêu hiền đại sĩ, lúc này nhịn không được. Lên tiếng mắng to, vẻ mặt tức giận. Trác Phàm trong cái cột sáng thấy thế, không khỏi nhất thời, cười to, thảnh thời nói. Thừa tướng đại nhân đừng có giận Hắn không có biết nhưng mà ta biết Dù sao cũng là lần cuối cùng Nói cho các ngươi biết cũng không sao Đây là thượng cổ tinh thần đại trận Thất tình thích đấu trận Công dụng sao Nói tới đây trác phàm khẽ trầm ngâm Bất giác nhếch miệng cười đùa giỡn nói Chính là truyền tống Cái gì truyền tống trận sao Đồng tử nhịn không được hung hăng co rụt lại Bạch Lý Kinh Dĩ không khỏi chấn động, sau đó mới liền dỗ vàng dùng tay lên dỗ vàng quát với mọi người nói mau ngăn hắn lại không có thể để cho hắn từ nơi này truyền tống đi dân hét lớn lên một tiếng mọi người đồng loạt tiến lên nhưng mà trác phàm lại cười khẽ lắc đầu từ chỗ chỗ ý kiến muộn rồi tinh thần truyền tống trận này chính là một thứ chữ nhanh một khi mà khai trận thoáng qua liền biến mất mặc dù là các ngươi là cao thủ quy nguyên cũng tuyệt đối đuổi không có kịp tốc độ truyền tống này đâu chỉ cần ta nhẹ nhàng bấm quyết một lần nữa nói xong khóe miệng của trác phàm xẹt qua một nụ cười quỷ dị trong tay khẽ động thân hình vốn đang rõ ràng cũng đã dần dần trở nên mơ hồ tựa hồ sắp biến mất thấy tình cảnh này mí mắt của bách lý kinh dĩ nhất thờ giật giật hai quyền khẩn trương hung hăng nắm chặt lại trong mắt tràn đầy vẻ ác độc không cam lòng các bạn vừa nghe xong tập 197 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.